Hôm tôi Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Hôm nay thì em lại lên sóng cũng như là báo giá rất là nhiều những đầu xe đang được chào bán bên em. Em chào anh Tô Văn Hiếu này. Số hotline em sẽ ghim luôn ở đây nhé, 0354602790, để tiện cho các bác có thể kết nối Zalo để em có thể tư vấn trực tiếp những mẫu xe đang được chào bán bên em này. Em chào anh Sơn Đài Bùi này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm cho em được không ạ? Địa chỉ giao dịch bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Chào bác Xuân Cường nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Mỗi khách hàng cho em Hương xin những lượt like, những lượt tim. Hôm nay em về thêm rất là nhiều xe này. Em chào anh Ngô Hùng nhé. Anh Ngô Hùng chưa có duyên để giao lưu với em Hương đúng không ạ? Chưa được cái bắt tay nào với anh Ngô Hùng rồi. Ở đây em về nhiều thêm Accent này, Vios này, bán tải bản XNS này. Em chào anh Cảnh Trần này, có Kia Morning hay i10 số sàn tầm 190 triệu có luôn anh nhé. Vios tầm 300 triệu có không em? Vios tầm 300 triệu em có nhé, 2012 260 triệu. Còn nếu nhân cố lên được một tầm vài chục triệu nữa thì có hẳn 2018 nhé, máy số thì cực đẹp luôn. Em chào anh Dương Kết nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Toàn khách hàng thân yêu của em thôi. i10 em có nhé. i10 em có 2014 200 triệu. Mia Morning cũng chỉ có bao nhiêu nhỉ? Cũng chỉ có 195 triệu thôi. Nói chung là 195 và 200 triệu em đều có này. Em chào anh Cường Quốc này. Thả tim thả like mạnh mẽ lên cho em nào. Chia sẻ cho em Hải Dương hôm nay thì thời tiết rất là dễ chịu luôn. Em chào anh Sầm Đức Hiệp này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. 21 khách hàng thân yêu rồi. Bác nào vừa hỏi em con xe gì đời 2018 để em đọc lại bình luận nào. 2018 em đang chào bán với giá là 389 triệu xe gia đình sử dụng. Lên hết các đồ chơi cực kỳ đẹp rồi. Em quay anh xem nhé. Ok anh nhé. Đợi em chia sẻ một cái lên trang cá nhân rồi em sẽ quay đi báo giá này. Vios số sàn lên đầy đủ đồ chơi rồi là 389 triệu. Em còn thương lượng còn lộc lá cho các bác nhà mình. Em xin phép được quay sang cam sau nào. Hôm nay xinh thế em thế mọi hôm xấu rồi anh. Hôm nay mát trời nên thời tiết nó ủng hộ em Hương. Em xin phép được quay sang cam sau nhé. Em chào anh Thanh Vũ này. Chào anh Thêm Nguyễn nhé. Chào anh Vũ Thế Huy. Vios 2018 em ok anh, em sẽ lên sóng luôn đây. Em sẽ lên sóng luôn đây. Ok các bác nhà mình. Chào anh Hùng Xuân nào, hôm nay Hải Dương rất là mát trời nên là em Hương thì được thoải mái hơn một chút nè. Vios 2018 đâu em ơi? Vios 2018 số sàn bữa nào phải ra bắt tay em Hương. Bắt tay luôn anh nhé. Ra bắt tay giao lưu với em một chiếc xe Vios đi ạ. Hay là một chiếc xe Morning i10 gì đấy cũng được, tập lái cũng thể bắt tay với em rồi. Em xin phép được quay ra bên ngoài hôm nay các bác này. Đến mua xe các bác nhé, các bác nhìn này. Lúc nào cũng sẵn xăng dầu để phục vụ các bác. Đến mua xe em không những là tặng cho các bác một chút lộc này, còn tặng thêm cho các bác bình xăng, bình dầu để các bác về quê này. Đấy, xăng dầu vừa giờ lại cập bến đầy bình rồi. Vios đây, em có Vios đây, Vios đời. Siêu phẩm Vios mà rất nhiều khách hàng quan tâm, anh Nguyễn Đức Tuấn này. Vios đời 2018, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi đầy đủ rồi. Đây, mức tiêu hao nhiên liệu của Vios nếu như trong đô thị chỉ có 7 lít thôi, còn ngoài đô thị và trong đường kết hợp chỉ có 5 lít thôi. Đây chính là lý do mà làm sao rất là nhiều khách hàng quan tâm về Vios nhé. Máy số ngon này, máy số cực lành, sơn si chắc chắn này, nội thất máy móc đều đẹp luôn. 389 triệu là giá em đang chào bán cho chiếc xe Vios tư nhân sử dụng, không taxi, không dịch vụ và không lỗi luôn. Nếu như phát hiện ra lỗi em tặng các bác xe luôn. Biển 36 nhé. Đời 2018 động cơ trang bị 1.5. Em đang bán chiếc xe Vios này với giá là 389 triệu. Trong buổi báo giá ngày hôm nay, em để cho bác nào thật sự quan tâm và yêu thích chiếc xe Vios này, đúng chân đúng cửa của các bác này, 380 triệu bao rút hồ sơ. Đến mua xe em tặng cho bình xăng nữa này. Cây xăng dầu nhà em đây các bác nhìn này. Mặt đường 62m ở chân cầu Lộ Cương các bác. Đến cây xăng dầu 51, đằng sau có cái gara ô tô to đấy, showroom ô tô to đấy là em luôn các bác nhé. Màn hình giải trí có rồi, cảm biến 4 mắt nhé, đầy đủ cho em rồi. Có Vios chốt trên livestream giá đẹp, tặng các bác hồ sơ, tặng luôn cả hồ sơ cho các bác nhà mình nhé. Có Vios này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Em chào bác Nguyễn Thảo, chào bác Nguyễn Dúc, chào bác Thành Lê. Hôm nay em còn về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao nhé.
5 chỗ ngồi gầm cao Ford EcoSport bản Titanium cao cấp này. Em này được trang bị với động cơ 1.5 máy eco cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhé. Bình luận của em Hương nó đang bị ẩn một chút nên em không thể đọc được những cái bình luận khách hàng nhà mình. Bác nào mà bình luận mà em Hương chưa đọc thì các bác ơi bình luận lại giúp em nhé. Đây ạ, một chiếc xe EcoSport đời 2015 bản Titanium 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chỉ có 415 triệu thôi. 415 triệu cho chiếc xe Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao nhé. Đề lỗ thông minh, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, túi khí an toàn quanh xe luôn. 415 triệu chốt trên livestream em để cho mình chỉ còn bao nhiêu? 405 triệu bao rút hồ sơ cho các hàng nhà mình nhé. Có EcoSport này. Em chào anh Lê Ngọc Công, chào anh Liên Bùi, chào anh Trọng Hải nào. Bình luận của em Hương hiện tại đang bị lỗi nên em không đọc được bình luận. Các bác cứ bình luận, cứ để số điện thoại vào đây một chút nữa, vào kia mạng nó ổn định thì em sẽ check tin nhắn của mình nhé. Một chiếc xe Kia Cerato mới về đây các bác này. Ui giật cơ mình. Kia Cerato nhá, mới về chưa cập nhật được giá rồi. Số tự động bản 2.0 với lớp sơn màu trắng đẹp. Kia Cerato em nhá hình ảnh trước cho các bác nhà mình. Để chiều nay em sẽ lên video nhé, vừa mới về, vừa mới cập bến thôi. Ở đây em còn có một chiếc xe Hyundai Click này. Hyundai Click đời 2007, số tự động đẹp, nếu như Hyundai Getz đi đã sướng rồi thì Hyundai Click nó cũng là một đẳng cấp luôn. Động cơ trang bị 1.4, số tự động đẹp, biển 30, gia đình tư nhân sử dụng của bác đấy nhé. Mua đổi thành công với em một chiếc xe Vios tự động bản G. Đổi từ Getz lên Vios bản G nhá, lên bác nào mà có tầm tiền là 188 triệu hoặc 185 triệu là có thể mua xe Hyundai Click của em rồi. Số tự động đẹp, máy số sơn gì cực đẹp luôn. Đi Click thì các bác biết rồi, cực kỳ lành luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Captiva em cũng mới về thêm, Captiva số sàn và Captiva số tự động nào. Chào em gái Thơm Lê, bác Thơm Lê ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé. Mạng của em nay nó có bị một chút vấn đề, không đọc được bình luận rồi. Em chào anh Nguyễn Xuân Thanh này, chào bác Thơm Lê, chào anh Thế Dương Công Thế Đường à. Ở đây em còn có Captiva này, Captiva đời 2007, động cơ trang bị 2.4 màu vàng cát, em này số sàn 215 triệu, chốt trên livestream xe cỏ cũng chỉ có 205 triệu thôi. Vẫn bao rút hồ sơ cho khách hàng nhà mình nhé. Và ở đây, một chiếc xe Chevrolet Cruze được sản xuất vào năm 2011 với lớp sơn màu đen đẹp, bản sedan 2 đầu, động cơ trang bị là 1.6 nhé. Có Cruze màu đen đẹp đây, 245 triệu. Nội thất bên trong cực kỳ sạch sẽ, thảm bẹ gọn gàng rồi, máy số chất luôn. 245 triệu, chốt trên livestream chỉ còn bao nhiêu? 235 triệu thôi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ. Ở đây em còn có Innova này. Một siêu phẩm Innova vừa mới cập bến bên em, xe đăng ký 8 chỗ ngồi đây. Innova bản E đời 2015. Đấy, với lớp sơn màu bạc đẹp này, biển 24. Innova đây, đời 2015, form dáng mới nhé. 398 triệu bản E. 398 triệu Innova bản E đây. Chào em Hương xinh đẹp nhé, luôn đắt hàng. Em cảm ơn anh Hà Văn Năng, thỉnh thoảng lại đọc được một cái bình luận. Còn nhiều bình luận nó bị ẩn rồi, nó bị đơ một tí rồi. Các bác ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Anh Cường Móm ơi, anh Hà Văn Năng, anh Phan Trường Sa ơi, anh Hảo Nguyễn ơi, chia sẻ cho em đi ạ. Innova 2015 form dáng mới cực đẹp luôn, mà giá chỉ có 398 triệu. 398 triệu cho chiếc xe Innova đây ạ, đời 2015 của em đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bền bỉ của Innova thì không cần phải bàn cãi nữa rồi. Máy số ngon, động cơ trang bị 2.0. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ở đây đi vào bên trong em còn có cả i30 này. Một chiếc xe i30 được sản xuất vào năm... Đây ạ, i30 đời 2010. Em đang bán chiếc xe i30 bản nhập Hàn này với giá là 308 triệu. Bao rút hồ sơ bớt luôn 10 triệu đồng. Chào anh Thế Huy Vũ này, chào người đẹp nha. Chào bác Thảo Nguyễn nào. Bình luận nào, các bác ơi, thả tim thả like cho em nào. Hôm nay khách hàng đi đâu rồi, mát trời như thế này định... livestream và máu cùng các bác mà các bác đi đâu hết rồi. 308 triệu, chốt trên livestream chỉ còn 300 triệu tròn, bao rút hồ sơ. Động cơ trang bị 1.6 bản nhập khẩu, số tự động đẹp đây.
chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Quan tâm em sẽ kết nối Zalo để em tư vấn cho các bác nhà mình nhé. Chào bác Long Giang, bác Long Giang ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào bác Hoa Lan Nhật Linh này, rất là nhiều xe đang được chào bán bên em nhé. Rất là nhiều xe luôn, nhiều xe đẹp quá, em cảm ơn anh rất là nhiều. Y10 vừa rồi bác nào hỏi em tầm Y10 mà 200 này, thì em có Y10 này. Y10 màu đỏ đẹp, biển 36 nhá. Y10 được sản xuất vào năm 2014 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015. Em đang bán chiếc Y10 nhập khẩu này với giá là 215 triệu. Hôm nay Facebook bóp tương tác quá cơ. Các bác ơi, càng bóp các bác càng phải chia sẻ cho em được không ạ? Bác Thơm Lê, bác anh Tuấn ơi, anh Bùi Tuấn ơi, chia sẻ mạnh mẽ lên cho em nào. Cô Facebook cô đã đỏng đảnh, cô đã bóp tương tác của em thì các bác phải chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Chào bác Trần Văn Hoan này. Đây ạ, Y10 2014 đăng ký lăn bánh lần đầu là 2015 bản nhập khẩu, nhập Ấn Độ 1.0, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Em đang bán chiếc xe Y10 này với giá là 215 triệu đồng. 215 triệu. Chốt trên livestream để được cái giá 205 triệu. Hồ sơ em rút cầm tay nhá. Biển 36 này, một dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Lên la răng đẹp rồi. Tay nắm cửa ốp hết mạ chrome cực kỳ sạch sẽ gọn gàng đây. Có Y10 màu đỏ này, đăng ký đăng kiểm còn đến tháng 7 2023. 215 triệu. Chốt trên livestream chỉ còn có 205 triệu thôi. Bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Xe đẹp, người đẹp, em cảm ơn bác Phạm Tuyển nào. Nhiều khách hàng quan tâm mẫu xe nào thì cứ kết nối trực tiếp qua Zalo, em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình nhé. Số hotline của em là 0354602790 ạ. Bên đây thì em còn có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Tucson. Tucson được sản xuất vào năm 2011, xin lỗi nhá. Tucson 2011 với nước sơn màu xanh đẹp, biển 34. Em đang bán chiếc Tucson này với giá là 455 triệu, xe đẹp quá em gái ơi, em cảm ơn anh Giang Văn này. Anh Giang Văn ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mà em này là bản 2 cầu, máy xăng số tự động đẹp. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh Full HD này. Màn hình Android cỡ lớn nhá. Đề lỗ thông minh, túi khí an toàn đầy đủ cho em rồi, điều hòa auto. Sấy sưởi kính và có sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. 455 triệu cho chiếc xe Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao đây. 455 triệu còn thương lượng lộc ná thêm. Em chào anh Hữu Caro, lâu lắm rồi với thấy anh Hữu Caro này. Em chào bác Hương Nguyễn, chào bác Hướng Phương nhé. 455 triệu còn 445 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Đây các bác nhìn này, Tucson nhá, đi 5 chỗ ngồi gầm cao thì không cái đời nào có thể sánh bằng. Đi cực kỳ sướng luôn, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Thả tim, thả like và cho em Hương những lượt đăng ký mới đi ạ. Innova 2015 mới về, Innova 2009 mới về. 2009 màu đen thì đêm ngày hôm qua cọc 20 triệu rồi các bác ạ. Xe đẹp là về cọc ngay, còn Innova 2015 nữa. Bác nào đang quan tâm về Innova 2015 thì có luôn này. Thả tim, thả like mạnh mẽ lên nào. Chào bác Vũ Triệu, chào bác Minh Ní này. Chào bác Nguyễn Văn Quang, chào bác Vũ Triệu. Chào chị Hiền Thủy nhé. Chào em Lê Hương xinh đẹp, em cảm ơn anh Minh Lý rất là nhiều, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Bên đây em còn có một chiếc xe Kia Morning. Kia Morning bản SI nhập khẩu đời 2015, số sàn, đèn bi salon giải, đèn led đầy đủ này. Xin nhan trên gương đầy đủ cho em, la răng hoa mai dạng mới nhé. Một chiếc xe Kia Morning cực kỳ đẹp luôn, bên ngoài là nước sơn màu lông chuột vàng, gọi là màu vàng cát đấy ạ. Lên màn hình rồi, trên vô lăng cũng có tích hợp các cái phím bấm luôn. 255 triệu chốt trên livestream, em để cho mình chiếc xe Kia Morning điều hòa auto này với giá là 245 triệu. Vẫn còn bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình nhé. Chào anh Triệu này, chào bác Mai Như Ý này, chào bác Ngô Chiến nào. Thả tim, thả like nhiệt tình lên cho em đi ạ. Y10 em còn có màu đỏ biển 17 nữa này. 5 chỗ ngồi gầm cao có Eco và có Tucson này. Xe đầu về em qua em chốt rồi. Và gì à? Lại về thêm một chiếc xe Eco nữa các bác này. Lại về thêm xe Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Con này đầu bao nhiêu anh nhỉ? 2015 bản chen à? Bản chen à? Ok. Đây các bác này, lại về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport nhé. Em này là bản chen, thì thiếu mỗi một cái cửa lóc thôi. Giá có 385 triệu. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao các bác này. Bác nào mà có trên 300 triệu muốn mua một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đẹp như thế này thì có luôn nhá.
ốp hết mạ chrome cao cấp phía sau, biển 88 Vĩnh Phúc này, sơn si sáng bóng luôn, tay lắm cửa lẹp chân kính bán dán đầy đủ cho em rồi. Nội thất ghế da bên trong là màu đen kết hợp với màu nâu này. Em này là Eco bản chen nhá, Eco Sport bản chen, chen vô lăng có tích hợp các phím bấm, túi khí an toàn cũng quanh xe luôn. Nhiều xe đẹp lắm, hôm nào phải đến Hải Dương một chuyến, đến luôn anh ơi, đến uống rượu Hải Dương nhá anh nhá. Tặng cho các bác quà Hải Dương mang về luôn khi mà đến xem xe, hoặc đến là đến xe room nhà em chơi thôi cũng được. Đây ạ, một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport này, thiếu mỗi cửa lóc thôi, bản chen là sẽ không có cửa lóc. Đời 2015 nhưng giá chỉ có bao nhiêu? 385 triệu, chốt trên livestream còn 375 triệu, động cơ trang bị 1.5. Eco Sport bản chen của em Hương đây ạ, đời 2015. Bản Titanium cao cấp thì là 415 triệu, còn bản chen là 385 triệu nhá. Chúc shop chốt được nhiều xe, em cảm ơn bác My Kiều này. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi ạ, thả tim thả like cho em. Ở đây em còn có một siêu phẩm Kia Soluto nữa đây, Kia Soluto đời 2020, số tự động đẹp đây. Kia Soluto đời cao chót vót 2020, gương kính cụp chỉnh auto, la răng thể thao, phanh ABS, cảm biến va chạm đầy đủ. Em đang bén chiếc xe Kia Kia Soluto này với giá là 439 triệu, chót trên livestream ngày hôm nay chỉ còn 429 triệu. Hồ sơ em rút cầm tay cho các bác nhà mình nhé. Có Kia Soluto đời 2020 đây ạ. Em chào anh Võ Cảnh. Anh Võ Cảnh ơi, anh Minh Phát ơi, anh Dũng Nguyễn ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Ở đây em còn có cả Accent nhé. Accent màu trắng số sàn, bản có phím mở một trạm thông minh hai cánh trước này. Accent này còn được bác chủ cũ độ lên ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện. Bình thường Accent bản này nó không có ghế lái, ghế phụ chỉnh điện đâu, nhưng bác chủ cũ là độ lên ghế lái, ghế phụ chỉnh điện này. Màn hình ZTEC cực lớn rồi, đề lỗ thông minh, trên vô lăng có các tích hợp các phím bấm này. Accent đời 2018 số sàn em đang bán là 415 triệu. 415 triệu có Hyundai Accent đi này, số sàn màu trắng nhá. Phía sau xe trang bị 4 mắt cảm biến va chạm và có lắp lipo hết rồi. Bên cạnh Accent là chiếc xe Vios với rất là nhiều cái sự tự hào của em Hương nhé. Bắt được chiếc xe gia đình quá là đẹp này. Vios biển 36 đời 2018 nhé. Giá còn cực thơm luôn. 389 triệu cho chiếc xe Vios đời 2018 với lớp sơn màu bạc đẹp. Màu bạc không phải màu xỉn đâu, màu sáng nhìn rất là sang luôn. Xi nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh tự động cho em. La răng đa chấu, phanh ABS. Em 2018 này nó lên form mới đẹp rồi. Máy trắng này, nội thất bên trong zin đẹp luôn, tươi mới này, vô lăng bọc rồi. Màn hình Android cỡ lớn xịn sò, cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm. Em này thì cam kết với các bác là zin từng con ốc luôn, zin từng con ốc luôn. Đây có Vios 2018, giá cũng mềm, xe nhà giàu đi. 4-5 chiếc xe Santa Fe, một chiếc xe Vios nên đã để lại cho em rồi. 389 triệu bác San Trần nhá. Nếu như bác San Trần mà chốt trên livestream, bao giờ trên livestream em cũng để cho khách một cái giá cực kỳ hợp lý này. Còn bao nhiêu? 379 triệu, bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Gentra tạm hết anh nhá, Gentra tạm hết. Cái dòng Gentra thì con nào phải thật sự xuất sắc thì em mới làm. Còn nhiều khách chào Gentra nhưng nó khoai lắm, dòng đấy nó không được đẳng cấp mấy ạ. Brahmasi Mazda Fremacy đúng không anh? Anh Chu Lam ơi, có phải Mazda Fremacy không? Đây ạ, 7 chỗ ngồi của một thương hiệu đình đám Mazda Fremacy, giá chỉ có 158 triệu thôi. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi nhưng lại còn là số tự động nhá. Lước sơn màu xanh ngọc lần đầu tiên trong lịch sử bán xe. Đây là chiếc thứ 3 em bán có cái màu sơn đẹp như thế này. Mazda Fremacy số tự động 158 triệu. 7 chỗ ngồi số tự động giá rẻ, các bác có thể đi Mazda Fremacy cho em nhé. Em chào anh Giai Trương Nguyễn này, chào em gái, chúc em buổi live thành công, chốt được nhiều xe với tình yêu nhà mình nha. Ok anh nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều. Các bác yêu thương em bằng những lượt like, bằng những lượt tim, bằng những lượt chia sẻ đi ạ. Để em có thể chốt xe nhé. Ở đây em còn có i10 này, một chiếc xe i10 biển 17 này. Em này đang có giá là 200 triệu tròn. I10 200 triệu tròn với lớp sơn màu đỏ đẹp, được sản xuất vào năm 2014 này. I10 bản nhập Ấn Độ, lên màn hình OLED cỡ lớn rồi. I10 màu đỏ đợt này em về 2 chiếc này, giá chỉ có 200 triệu tròn và 215 triệu thôi.
2014 này, biển 17 nha các bác nhá. 17 là ở Thái Bình. 17 Thái Bình đúng không ạ? 17 Thái Bình, 200 triệu tròn vẫn bao rút hồ sơ, vẫn thương lượng cho các bác nhà mình. Thả tim thả like mạnh mẽ lên cho em đi nào. Ở đây em còn có một chiếc tập lái này. Em chào anh Trần Linh, chào anh Nguyễn Quang Tuyến này, Tiến, chào anh Đức Thành, chào anh Văn Khương, chào anh Tuyền Nguyễn nhá. Chào anh Lê Lâm, thả tim thả like những lượt đăng ký mới cho em ạ. Nhiều xe đẹp quá, chúc em chốt được nhiều xe, em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Xe tập lái thì em còn có một chiếc Spark biển D. Em này không chỉ tập lái đâu mà nó là một chiếc bán tải siêu mini, để cho các bác nhà mình có thể chở bình ga này, chở điều hòa này, chở đồ ống điện nước này. Vì em nó đăng ký là 2 chỗ ngồi, thiết kế là 5 chỗ ngồi nhưng xe đăng ký 2 chỗ ngồi. Rất là nhiều xe đẹp luôn nhá. Nay mà chia sẻ là anh chịu rồi gái ơi, tại anh chia sẻ nhiều quá đúng không ạ? Anh chia sẻ cho chị em nhà em nhiều quá là đúng không? Nó bị hạn chế à? Đây ạ, 5 chỗ ngồi, 2 chỗ ngồi có cho chiếc Spark đây. Xe công vụ của em Hương đây ạ. Các bác cứ nghĩ là em phải đi mui trần, phải đi xe mẹt, nhưng thực chất em đi Spark ạ. Động cơ trang bị 0.8, ăn ít nhiên liệu, máy số chất, điều hòa mát lạnh, tiết kiệm nhiên liệu cho mình. Cảm biến phía sau có cam lùi, có màn hình bé bé có rồi. 80 triệu chốt trên livestream chỉ còn có 75 triệu thôi. Spark D biển van đăng ký 2 chỗ ngồi nhá. Sâu hơn nữa vào đây thì em còn có rất là nhiều dòng xe siêu phẩm luôn. Một chiếc xe Mazda 3. Mazda 3 được sản xuất vào năm 2017, bản form dáng mới này. Bản này là form dáng cực kỳ đẹp luôn. Bản có phanh tay điện tử và hai chế độ lái, được sản xuất vào năm 2017, số tự động đẹp, xi nhan trên gương, phím mở một trạm thông minh. Cửa sổ trời đầy đủ cho em, hỗ trợ gẩy số thể thao chân vô lăng. Mazda 3 chế độ phanh tay điện tử là em đang bán là 535 triệu. 535 triệu chốt trên livestream em để cho mình còn 525 triệu. Con chào dì Phạm Trung Hiếu này, chào bác Thắng Ngọc, chào bác Vũ Ngọc An. Thả tim thả like và những lượt đăng ký mới cho em đi ạ. Thật sự hôm nay là cô Facebook bóp tương tác của em Lê Hương dã man luôn. Bóp thật sự là bóp luôn, làm thế nào để không bóp bây giờ. Chỉ cần các bác chia sẻ cho em Hương thôi ạ. Chỉ còn cách các bác chia sẻ nhiệt tình lên cho em thôi. Ở đây xe tập lái em còn có Spark nhá. Spark đời 2010, động cơ trang bị 0.8, giá chào bán chỉ có 98 triệu thôi. Để anh mua tặng bà xã đi em. Ok anh, một chiếc xe tặng bà xã như anh này 98 triệu có lại đi loanh quanh, đi xa cũng được, nhưng em này số sàn 98 triệu này. Chiếc màu xanh xe công vụ của em Hương kia có 75 triệu thôi. Chào bác Hiệp Black này. Không biết là bác có đen không mà bác lại bảo là Hiệp Black nhở. Đây, chiếc này có 75 triệu thôi. Thả tim thả like nhiều lên cho em được không ạ? Đi sâu vào trong đây, em còn có Spark màu xanh, giá cũng chỉ có 80 triệu này. Hoặc là một chiếc xe i10 đi. i10 biển là 37. i10 đời 2015, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.2, tức là bản đủ 1.2 của i10 đây. Em đang bán với giá là 328 triệu. 328 triệu có i10 số tự động đây ạ. Động cơ trang bị 1.2 nhá, đời 2015, lước sơn màu trắng đẹp, xi nhan trên gương, la răng thể thao, phanh ABS, màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình, cảm biến va chạm có hết rồi các bác ạ. Em chào bác Phương Hà, chào bác Minh Phương nhá. i10 số tự động có này, bản hatchback này. Đi sâu hơn nữa và đây em còn có cả Kia Morning này. Kia Morning được sản xuất vào năm 20. 60 triệu đi em, 60 triệu chiếc nào anh? 60 triệu em có Matiz nhá, 60 triệu có Matiz anh ạ. Một chiếc xe Morning được sản xuất vào năm 2015, em đang bán với giá là 195 triệu. Với động cơ trang bị 1.2 số sàn nhá, 2015 có Kia Morning đi rồi. Kia Morning đời 2015 màu đỏ đẹp đây. Lên bộ la răng ốp vào nhìn cái xe nó sang đi bao nhiêu. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, có đèn gầm đầy đủ cho em này. Ghế da bên trong là hai màu, lâu đậm và lâu nhạt, nhìn rất là sang luôn, cực kỳ sạch sẽ nhá. Có màn hình rồi, 195 còn 190 bao rút hồ sơ. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn cho mình ạ. Ôi, khát nước quá cơ. Thả tim thả like mạnh mẽ lên cho em được không ạ? Xe
công vụ à? Bình thường em bán là 80 triệu, chốt trên livestream cho những bác nào thật sự thiện chí là 75 triệu, riêng anh Bùi Tấn nhá, 70 triệu. Một khách hàng VIP của em Hương 70 triệu anh nhá. 60 triệu thì không mua được anh ạ. Em mua con đấy đã là gần 70 triệu rồi. Con này em mua gần 70 triệu rồi, 67 hay là 68 triệu rồi. Để cho anh cái giá là 70 triệu xe của em Hương. Công vụ con đấy đăng ký 2 chỗ anh ạ. Về bà xã nhà mình đi chở đồ quá là ok luôn. Em chào anh Nguyễn Gia Phát, chào bác Nguyễn Hậu. Chào anh Trần này. Ở đây có bác nào quan tâm về i10 bản sedan 2 đầu không ạ? Sở Bắc có số tự động không? Sở Bắc em có số tự động nhưng mà em lại mới chốt cho khách từ hôm qua, khách cọc tiền rồi anh ạ. Ngày mai đẹp ngày là lấy xe rồi. Nên là sẽ tạm hết Sở Bắc tự động nhé. Ở đây em còn có một chiếc xe i10 đây. i10 bản sedan, biển 10 năm Hải Phòng, form dáng mới này. i10 được sản xuất vào năm 2017, số sàn bản đủ 1.2. Em đang bán chiếc xe i10 bản sedan 2017 này với giá là 303 triệu. À, xin nhan trên gương màn hình giải trí, cam lùi, cam hành trình có hết rồi. Có i10 bản đủ nhá, bản đủ sedan 2 đầu màu trắng đẹp, biển 15 Hải Phòng. Nên một dàn lốp mới na răng thể thao. Hai cái cánh cửa nó gần nhau quá mà em lại không thể mở cửa được. Nên là em chỉ quay bên ngoài thôi ạ. Có Innova tầm 200 triệu không? Innova tầm 200 triệu em cũng có. Nhưng mà nếu mà bác cố lên được một chút, lên vài chục triệu nữa thì em có 2010, 268 triệu, 265 triệu. Nói chung là tầm 260, 270 thì mua Innova đi nó đẹp hơn các bác nhé. Còn xe dưới 200 triệu em cũng có. Nhưng mà để về độ chất của nó thì em Spark 2018 nhập khẩu số tự động không em. Em không có Spark dòng đấy anh nhé. Dòng đấy em không có, thật sự là nó hiếm anh ạ, nó hiếm lắm. Đây, chiếc xe CRV 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương thì hôm qua bác hai vợ chồng và bác chủ bên Hà Giang, à Hà Nam cọc rồi. Nên là còn có Eco Sport và Tucson là 5 chỗ ngồi gầm cao thôi. Innova em có 2015, 2009, 2010 và 2011. Rất là nhiều Innova đẹp luôn. Anh Hùng Đỗ ơi, mẹc em có nhá. Mẹc em có C250, C240, bản Blue cao cấp cũng có này. Giá chỉ trên 300 triệu thôi. 200 triệu cũng có thể đi xem mẹc bên em Hương rồi. Đó, em một chút anh Hùng Đỗ nhá. Ở đây em có bán tải này. Một chiếc bán tải Ford Ranger bản XNS đời 2017. Một cầu máy dầu bản 2.2 nhập khẩu xe bán tải đây. Biển 17 Thái Bình, mới mua của bác bên Thái Bình này. Xe gia đình sử dụng với nước sơn màu đen đẹp và lên thùng thấp rồi. Bán tải Ford Ranger XNS em đang bán là 586 triệu. Chốt trên livestream để cho mình còn 576 triệu. Đời 2017 này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Có bán tải Ford Ranger đi nhá. i10 2 đầu số tự động em, i10 2 đầu tự động em tạm hết nhá. Em chỉ còn có i10 2 đầu số sàn thôi. Ở đây em còn có một siêu phẩm Hyundai Accent này. Bà xã làm cô trông trẻ mà em bán cho anh tặng bà xã thì em đã bớt cho anh 10 triệu rồi còn gì, làm gì có ai bán xe cỏ bớt 10 triệu đâu anh Tấn ơi. Chỉ có anh Tấn mới mua được giá đấy thôi anh ạ. Chỉ có khách VIP nhà em mới mua được giá đấy thôi. Còn bây giờ xe em nhập vào 68 triệu bảo em bán 60 thì bán làm sao được hả anh? Phải cho em một chút gì đấy chứ, đã không cho rồi lại còn thâm vào thịt thì không được anh nhá. Chào anh Giai Tiến Minh, chào anh Tây Bắc này. Accent bản nhập khẩu đời 2011 số tự động đẹp. Sơn xi các bác nhìn này, ngoại thất cực kỳ đẹp luôn. Thể thao với những cái hình sticker nhìn rất là đẹp luôn nhá. Accent 2011 em đang bán là 345 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay chỉ còn có 335 triệu thôi, bao rút hồ sơ. Các bác mà có cần đi test hãng để xem được chất lượng của xe thì em cũng bao test hãng cho các bác luôn. Siêu phẩm Accent đây ạ. Innova đang ok, anh đợi em một chút này. Accent biển thủ đô Hà Nội nhá. 345 còn 335 triệu, chốt trên livestream cho em. Đây, xe rất là đẹp luôn. Sơn xi ghế da đều là còn zin nguyên nhá. Các bác cần test hãng thì em cũng bao test hãng cho các bác luôn. Innova đây anh Út Cục nhá. Innova đời 2010, biển 30F, nước sơn màu bạc. Động cơ trang bị 2.0. Em có Innova đây. Xe đăng ký 8 chỗ ngồi, nói không với khoan đục các bác nhá. Nói không với khoan đục. Innova 275 triệu đời 2010. Động cơ trang bị 2.0.
có màn hình giải trí rồi, 3 vùng điều hòa độc lập, ghế da còn khá là ok luôn. Đấy, không hề rách vỡ hay là mục mọt gì về phần ghế da này. Cánh cửa thì không khoan đục một bên nào luôn. Nói không với dòng xe khoan đục nhá. i12 đầu em đang bán là 303 triệu, đời 2017, form dáng mới anh Cảnh nhá. Em còn đang về thêm một chiếc xe i10 2016 nữa, cũng là xe gia đình đẹp, bản đồ 1.2 màu trắng, 288 triệu. Em có nhá, anh để Cảnh để số điện thoại em gửi ảnh cho. Trên fanpage em có gửi ảnh, có đăng ảnh rồi đấy anh ạ. i10 2 đầu này em về hai chiếc xe cực kỳ đẹp luôn. Đừng quên những lượt tim, những lượt like, thả sẽ xin vào like cho em nè. Nghe cũng hay nhỉ, thấm vào tay. Em cảm ơn anh Hùng Đỗ rất là nhiều nhá. Chất lượng xe như thế nào thì em sẽ tả thực như thế cho mọi người biết nhá. Ở đây em còn có một chiếc xe CDX này. CDX đời 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu là 2011. Biển 37, nước sơn màu trắng đẹp này, bản nhập khẩu 1.6 nhá. Mặt đằng trước của CDX thì bác chủ cũ cũng độ lên mặt ga lăng nó khác một chút này. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, nước sơn màu trắng đẹp. Nếu mà đi CDX thì bao giờ dòng xe này nó cũng đầm chắc hơn và bốc hơn so với những dòng xe như i10 và Morning. Nhưng mà đổi lại thì em này cũng ăn nhiều xăng hơn so với Morning. Đấy, nên bác nào mà đi chơi, đi gia đình thì rất là ok. Có CDX số tự động này, sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng và có cửa sổ trời đầy đủ cho em. Màu trắng cực kỳ đẹp luôn, không phân biệt về giới tính này, không phân biệt về già hay là trẻ đâu ạ. Đây các bác nhìn này, phía sau xe có 4 mắt cảm biến va chạm, có cả lipo và thêm cái cánh gió phía sau này. Nhìn rất là đẹp. 265 triệu chốt trên iChim chỉ còn bao nhiêu? 255 triệu. Hồ sơ em rút cầm tay cho các bác nhà mình nhé. Có CDX số tự động đi. Thả tim thả like cực kỳ mạnh mẽ lên cho em được không ạ? Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. 5 chỗ ngồi gầm cao, em còn có một chiếc Tucson màu nâu biển Hà Nội nữa đây. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao bản 2 cầu, số tự động đẹp, đời 2010. Động cơ trang bị là 2.0 nhá. Gương kính này cụp chỉnh tự động, xin nhan trên gương phanh ABS na răng thể thao. Tay nắm cửa thì có phím mở một chạm ạ. Cửa sổ trời đầy đủ cho em với cửa sổ panorama toàn cảnh nhá. Ghế da màu nâu đẹp. Em đang bán chiếc Tucson 2 cầu, máy xăng 2010 này với giá là 438 triệu. 438 triệu cho chiếc Tucson của em Hương ạ. Chưa ai thời tiết ủng hộ người đẹp quá, nay đỡ nắng quá đầu gạt khát nước em nhỉ. Vẫn khát nước anh ạ. Luôn tục kêu gọi các bác thả tim thả like, mà các bác chỉ vào xem và nghe em Hương nói thôi, chưa thấy chia sẻ cho em gì cả. Chia sẻ mạnh mẽ lên cho em Trương Nguyễn ơi. Chào anh Hùng Đỗ, anh Hùng Đỗ, anh Võ Cảnh ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chán đấy anh ạ. Còn rất là nhiều xe nhá, những dòng xe tập lái như Matiz cũng chỉ có 60-58 triệu. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn cho mình. Bên cạnh chiếc xe 2011 Accent nhập khẩu thì em có chiếc xe Hyundai Accent 2019 bản lắp ráp trong nước, biển 34 nhá. 495 triệu. Accent nhập khẩu, Accent bản lắp ráp trong nước với nước sơn màu đỏ đẹp. Động cơ trang bị 1.4. Đây có 495 triệu. Phím mở một chạm thông minh, đời cao chót vót luôn. Màn hình giải trí đề lộ thông minh. Trên vô lăng tích hợp các phím bấm rảnh tay, nghe gọi trên vô lăng rồi, cực kỳ tiện ích luôn. Bao test hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. 2011 em đã tự tin bao test hãng rồi, thì 2019 em càng tự tin hơn. Và em tự tin nhất vẫn là đội ngũ bắt xe bên nhà em. Các bác ạ, xe nhé, bắt chuột, bắt bọ, bắt lỗi, không bao giờ sót được qua thợ, mắt thợ nhà em đâu, nên các bác cứ yên tâm nhé. Các bác quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại để em có thể tư vấn này, hoặc bình luận phía dưới bài live stream ngày hôm nay được không ạ? Ở đây em còn có Ford Ranger này, Ford Ranger số tự động 1 cầu, Ford Ranger số tự động 1 cầu, máy xăng em đang bán chiếc này đời 2013. Với giá là 450 triệu. 450 triệu Ford Ranger 2013, số tự động nhé, một cầu bản 2.7 này, 450 triệu. Còn bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh tự động, xe đăng ký 7 chỗ ngồi nhé. Có Ford Ranger đời này, đời em này đi rất là cao to luôn, rất là cao to và hầm hố luôn ạ. Thả tim thả like lên cho em nào. Chị
Lâu rồi không có thời gian xem, chào em Hương chân dài. Em buồn anh Hà Tùng thật sự luôn. Em buồn anh Hà Tùng thật sự luôn. Khách của em Hương mà ai cũng như anh thì em nói chuyện giao lưu cùng với ai bây giờ? Anh Hà Tùng ơi, thả tim thả like nào. Cô Facebook cô đấy lại ghen tị với em rồi. Chắc là cô đấy chân ngắn, cô đấy ghen tị với em Hương chân dài rồi, nên để em Hương bóp tương tác nói chuyện thế này có chán không cơ chứ nệ. Hôm nay em còn có thêm một chiếc xe CDX này. CDX đời 2009 bản nhập khẩu, động cơ trang bị là 1.6 này, số tự động CDX. Em đang bán chiếc CDX này với giá là 255 triệu. 255 triệu biển 34, tư nhân Hải Dương đẹp luôn. Có CDX đi nhá. 255 triệu CDX màu xanh cực đẹp. Xin nhan trên hông, tay nắm cửa ốp hết mạ chrome rồi. Cửa sổ trời đầy đủ này, màn hình ZTEC cỡ lớn nhá. Sấy sợi kính, sấy sợi ghế, điều hòa ghế hai vùng, ghế da zin luôn. Máy số của CDX em đã nói rồi, đi thì cực đầm cực chất cho em luôn. Đấy, các bác nhìn này, từng con ốc quay chi tiết đẹp như thế này. Có cửa sổ trời đầy đủ rồi. 225 triệu, chốt trên livestream chỉ còn 245 triệu thôi ạ. Nào có xe CDX đi. Xin mời. Em chào anh Thuấn Nguyễn này. Ở đây em còn có Vios này, Vios có màu bạc này, Vios có màu vàng cát này. Chiếc xe Vios màu vàng cát này được sản xuất vào năm 2014, biển 35. Em đang bán chiếc Vios này với giá là 350 triệu. Xe tư nhân zin 100% luôn. Form dáng 2014 có thay đổi một chút nhưng em này vẫn là máy đen nhé. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương, na răng thể thao, xi nhan trên gương. Vios 2014 bản E, 350 triệu xe tư nhân gia đình sử dụng. Màn hình giải trí cỡ lớn rồi, xi nhan trên gương, sơn si sạch đẹp luôn. Em này được cái màu đẹp. Máy số em này cũng đẹp nhưng giá thì không được đẹp cho lắm. Nếu mà nói thẳng ra thì em này giá là không được đẹp. Màn hình giải trí OLED rồi. Cố lên anh, cố gắng hàng ngày đấy, chỉ cần các bác chia sẻ cho em thôi ạ. Accent đời mới không mình, anh Trần Đạt ơi, Accent đời mới em có nhá. Accent đời mới này em có 2019 ạ. 495 triệu số tự động màu đỏ này. Vừa rồi bác nào hỏi em về dòng xe Mẹc. Mẹc thì em có Mẹc C250 bản Blue cao cấp đây. Cả trước và sau xe là lên đến 10 mắt cảm biến va chạm trước và sau nhá. Mẹc C250 bản Blue cao cấp đời 2010 em đang bán là 379 triệu. Bà chủ nhớ các loại xe thật. Cũng phải học hỏi nhiều anh ạ. Bọn em là nữ thì bao giờ về dòng ô tô cũng sẽ kém hơn các anh là nam. Nhưng mà bọn em cố gắng hàng ngày anh ạ. Bây giờ là bọn em tự tin rồi. Dù là xem về chất lượng xe, xem về ngoại hình hay bấm giá, bấm đời xe là bọn em tự tin rồi. Là nữ nên phải cố gắng nhiều hơn các anh nam. Các anh nam có thể hôm nay uống rượu và mai nghỉ live stream, nhưng bọn em thì lắng mưa bão đều có thể live stream được hết nhá. Thật thì bố phết. Mẹc C250 đời 2009 bản nhập khẩu đây. Em đang bán là 379 triệu. 10 mắt cảm biến, đèn bi salon. Nếu mà nói về xe Mẹc thì em nó chỉ phù hợp với những bác nào có tầm tài chính cao một chút. Giá trị xe thì không đáng bao nhiêu, nhưng em này nó sẽ ăn xăng hơn những dòng xe khác một chút. Vì em này là xe, anh em, em này là em xe để dành đi chơi các bác nhé. Không thể đi công vụ như là taxi dịch vụ được. Mẹc C250 đây, 379 triệu. Nội thất bên trong của Mẹc thì các bác nhìn này, không thể chê được một điểm nào luôn. Cửa hàng ở đâu nhỉ? Dạ, cửa hàng bên em với địa chỉ duy nhất khu vực miền Bắc là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em sẽ tư vấn và gửi định vị cho mình nhé. Số hotline em ghim dưới màn hình đấy ạ. Kết nối Zalo em gửi định vị cho ạ. Em chào anh Nguyễn Văn Khiêm, chào anh Bắc Hiền. Đây là nội thất bên trong của dòng xe Mẹc nhé. À, bình thường các bác sẽ nhìn thấy những dòng xe khác phanh tay nó nằm ở đây, nhưng đây sẽ là phanh tay của xe Mẹc này. Các bác giật cái này lên, nó sẽ là phanh tay nhé. Nội thất bên trong cực đẹp. Đi dòng xe Mẹc thì nếu các bác có đi qua ổ gà, ổ vịt cũng không có cảm giác gì luôn. Rất là êm, rất là đầm luôn. Dòng xe hạng sang mà. Bên trong đây em còn có một chiếc xe i10 nữa đây. i10 đời 2016 bản nhập Ấn này. 2016 là nhập Ấn, nếu như mà 2 lên 17 là sẽ là lên bản lắp ráp trong nước rồi. 268 triệu bản đủ. Bản đủ cho chiếc xe i10 2016 bản hatchback của em Hương đây. Phím mở một trạm thông minh này. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, các phím bấm trên vô lăng và có cảm biến va chạm. 268 triệu chốt trên livestream chỉ còn 258 triệu cho chiếc xe i10 của em đây nhé.
thả tim thả like nhiệt tình lên cho em được không ạ? Rất là nhiều xe đang được chào bán bên em. Từ những dòng xe tập lái này, như xe Matiz này có 58 triệu thôi, xe đăng ký 5 chỗ ngồi, biển 30A. Matiz tập lái 58 triệu, đời 2005 này. Ở đây thì còn có một chiếc xe Matiz 65 triệu, đời 2006 nhá. Cũng là 5 chỗ ngồi, động cơ trang bị là 0.8 này. Bên đây thì còn có Spark này, cao hơn một chút thì có Spark, biển 30A, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Spark em đang chào bán với giá là 86 triệu ạ. 86 triệu là có Spark đi nhá. Rất là nhiều xe này, từ những dòng xe bán tải, em có 2-3 chiếc bán tải đều là đời cao cấp và xe tư nhân luôn. Một chiếc xe bán tải Ford Ranger. Ford Ranger với 4 mắt cảm biến va chạm, cam lùi đầy đủ, biển 34 Hải Dương. Xe này là xe hàng xóm nhà em các bác ạ, một bác đại gia buôn trứng luôn. Xe rất là đẹp. Bác ấy bán cho em chiếc xe này với giá là 558 triệu. 558 triệu đời 2016 này. Sơn zin từ nhà máy này, máy số zin, gầm thì sáng như gương luôn. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ rồi, số tự động một cầu, máy dầu. Có Ford Ranger các bác đi các bác nhá. Có Ford Ranger số tự động bán tải đây. Rất là nhiều xe bán tải luôn, đợt này em về khá là nhiều xe bán tải cực kỳ đẹp này. Bên cạnh Ford Ranger là một chiếc xe bán tải Isuzu D-Max. Isuzu D-Max được sản xuất vào năm 2016, đăng ký lăn bánh lần đầu là cuối tháng 12/2017. Em đang chào bán chiếc xe Isuzu D-Max này với giá là 535 triệu. Máy số zin một chủ từ đầu, sơn zin và lên thùng cao rồi. Màn hình cam hành trình, màn hình giải trí đều có rồi nhá. Bán tải em đang bán là 535 triệu. Chốt trên livestream ngày hôm nay, tặng các bác nhà mình đặc biệt chiếc xe này là 20 triệu luôn. Tặng 20 triệu cắt giảm sâu luôn nhá. Màn hình cam hành trình có hết rồi, 515 triệu bao rút hồ sơ cho các bác nhà mình. Có bán tải Isuzu D-Max lên thùng cao nhá. Nhiều xe đẹp, em chào bác Lê Thống, chào anh Nguyễn Đình Lan, chào anh Huyền Bắc nào. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn cho mình. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Giá chỉ từ 58 này, 65 và 80 triệu thôi. Những bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho mình nhé. Còn có lẽ là buổi báo giá ngày hôm nay em xin phép được nghỉ sớm hơn so với mọi ngày này. Em xin phép được nghỉ sớm hơn so với mọi ngày các bác nhé. Facebook nó bóp tương tác hơi nhiều, với cả em cũng đang có khách này. Fortuner ạ, em chào anh Lý Quốc Đạt này, anh Vũ Tiệp ơi, Fortuner này em là của em là đời 2013 nhé. Số tự động một cầu, máy xăng em đang bán là 450 triệu anh ạ, 450 triệu cho chiếc xe Fortuner của em, màu bạc biển 30 luôn đây này. Có Fortuner anh ạ, để lại số điện thoại em tư vấn cho mình nhé. Tại vì con đấy là cứ cầm chìa khóa ra bên ngoài là nó sẽ tự động chốt cửa vào, nên là không, em không cầm chìa khóa trong người nên không xem nội thất được. Kết nối qua Zalo cho em 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn về những mẫu xe, những dòng xe mà các bác quan tâm này. Và cũng đừng quên này, mặc áo lắng vào không đen hết da người đấy em ơi, là không lại tốn tiền dưỡng da. À, em chuẩn bị xuống rồi. Hôm nay Hải Dương nó cũng mát trời nên là bông lụa một hôm, ngày nào cũng áo lón mũ trông không khác gì bà già luôn. Em chào bác Vũ Quang Hùng này. Mua bán trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng các bác hãy gọi cho em Lê Hương ạ. 0354602790 em sẽ tư vấn giải đáp cho mình. Và đừng quên địa chỉ bên em, giao dịch bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ từ khách hàng nhà mình. Các bác có thể bán lại xe cho em, có thể mua lại xe cho em. Bán lại em sẽ để cho mình cái giá cực kỳ hợp lý này. Còn mua thì em sẽ để cho mình giá bao thị trường luôn. Không những là bao chất mà còn bao luôn cả giá thị trường nhé. Em chào anh Nguyễn Văn Vinh này, chào anh Vũ Quang Hùng. Có lẽ là hôm nay em sẽ nghỉ sớm hơn so với mọi ngày. Cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian của em, thành thời gian của mình để xem hết buổi báo giá của em ạ. 11:30 ngày mai em sẽ lại báo giá trực tiếp ạ. Đừng quên những lượt like, những lượt đăng ký mới cho em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.